Xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình chuẩn bị vẽ một mẫu nail nữa để cho các bạn chúng ta có những mẫu vẽ ở dịp Tết hay này kia mình vẽ cho khách hàng. Có thể mình áp dụng trên salon này kia nọ vân vân nha các bạn. Thì để thực hiện bài này thì mình cũng dùng cây cọ nét nha các bạn. Mình dùng cọ nét và mình dùng bột cơ bản nha. Bột của cây cọ, bột của vẽ cơ bản á. Bột vẽ chứ không phải treo nha. Đây bột vẽ này các bạn ha. Rồi. Đầu tiên thì mình sẽ vẽ cái nhánh trước nha cả nhà. Mình sẽ vẽ nhánh thân cây trước đây. Bây giờ mình sẽ vẽ từ đây mình nghiêng ra nha. Bây giờ mình thích vẽ nhánh từ đây nghiêng ra. Từ đây mình nghiêng ra. Đó. Mình nghiêng lên tới trên này luôn. Đó. Rồi ở trên cùng trên này thì mình sẽ vẽ một chiếc lá. Mình sẽ vẽ một cái lá nha. Một cái lá trên cùng trên đây. Trên đây mình vẽ một cái lá trước nha. Rồi. Kế tiếp ở đây nữa mình cũng vẽ một cái lá nữa các bạn. Ở đây mình đi ra. Mình ra để mình tạo cái nhánh ha. Rồi xong sau đó đây mình cũng vẽ một cái lá nữa các bạn. Kỹ thuật vẽ lá thì chúng ta vẽ một dấu ớ và vẽ một dấu á ha các bạn. Rồi tiếp tục ở mé bên hướng này mình lại tiếp tục mình vẽ thêm một cái lá nữa nha. Mình vẽ cái lá này nó hơi nhã ngang ở bên đây. Nó hơi nhã ngang về bên đây tí xíu. Và mình kéo cho nó có mũi nhọn. Rồi tiếp tục cánh ở đây mình sẽ ra mình vẽ ngược từ đây mình đưa một cái nhánh đi lên cho bạn xem nha. Một cái nhánh của mình đi lên đây từ dưới này mình ôm dưới này mình đi nhẹ nhánh lên đây nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy màu đậm để mình đồ lại nha. Từ đây mình chuột nhẹ mình đi một cái nhánh nhẹ lên đây. Rồi xong sau đó mình sẽ bắt đầu mình vẽ ha. Mình vẽ một cái nụ nằm ngay đây nha các bạn. Một cái nụ nằm ngay đây thì cái nụ này mình sẽ vẽ hơi tròn như thế này đây. Đây một cái nụ đây. Và ở đây mình sẽ đi vòng qua đây. Xong sau đó mình sẽ để một cái độ hở như thế này. Một độ hở như thế này. Rồi sau đó mình sẽ từ đây mình đi vòng ngược lên đây. Mình đi xuống đây. Vòng nhẹ qua đây. Mình kéo một độ hở nha. Rồi, một cái nha. Rồi, tiếp tục tại vì mình đang vẽ màu xanh thì mình vẽ luôn. Tiếp tục rồi bên này. Ở đây thì mình sẽ vẽ một cái nụ nằm ngay đây nữa và một cái nụ từ đây mình vẽ đứng ở đây. Một cái nụ đây nha. Mình sẽ lắp đi cho bạn. Mình sẽ lắp cái màu xanh đi nha. Rồi một cái nụ ở đây ha. Tiếp tục nữa. Lên trên đây từ đây. Đi lên trên đây các bạn. Đi lên nhẹ lên đây. Rồi mình lại tiếp tục mình vẽ một cái nụ ngay đây nữa nha. Từ đây mình vẽ lên đây. Từ đây mình vẽ lên đây các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi ngang này qua đây. Và ở đây mình lại vẽ thấp nhẹ vô. Mình vẽ thấp nhẹ vô nha. Rồi đây thì mình sẽ lấy màu xanh nhạt hơn. Và mình tô nó. Ở đây mình lấy màu xanh nhạt hơn mình tô nó. Mình sẽ tô cái nụ này đây. Bên này cũng vậy. Đoạn này mình tô. Đây mình lấy màu nhạt mình tô chồng vô bên trong. Mình chờ chút xíu đậm đậm thôi các bạn. Mình chờ chút xíu đậm đậm.
Rồi sau đó mình chùi cọ nhé, mình chùi cọ cái phần bên trong này. Bắt đầu mình sẽ lấy màu vàng, màu vàng mình cho ra đây, mình lấy chút xíu màu đỏ mình pha với nhau, nó tạo ra một màu, đó là màu cam vàng nha các bạn, nó tạo một màu đó là màu cam vàng. Ở đây mình sẽ đi nhẹ ra đây các bạn, đây mình sẽ đi nhẹ ra đây, thì các bạn có tưởng tượng giống như là cái nụ này nó đang ra một cái hoa đúng không, chuẩn bị ra một cái hoa. Rồi ở đây cũng vậy, cẩm sẽ tia nhẹ ra đây tí xíu nữa, nhưng mà mình không làm che hết cái phần của cái màu vàng này đi, cái màu đỏ này nè các bạn ha. Rồi bên trong mình là màu đỏ đậm chút xíu nữa, thì các bạn thấy là cái nụ này giống như nó đang chuẩn bị nở ra đúng không cả nhà. Đó rồi cuối cùng, trong cùng là mình sẽ làm màu đen để mình tạo độ hiệu ứng 3D. Rồi mình vừa vẽ được một cái nụ nó đang mở ra tí xíu ha các bạn. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục, bây giờ mình sẽ vẽ một cái lá ngay đây. Ở đây các bạn, ở khúc này mình cũng cho hé một chút xíu đỏ đỏ chút xíu nha các bạn nha, giống như nó cũng chưa sắp sửa nó bung ra các bạn ha, giống như nó sắp sửa nó bung ra, nó gần có bông như các bạn. Rồi tiếp tục ở ngay đây, ngay vị trí này mình sẽ vẽ một cái bông ngay đây, ngay vị trí này nha, một cái bông ngay vị trí này. Thì mình cũng lấy màu đỏ đi với lại màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu vàng, sẽ cho ra một màu cam. Thì ngay chỗ này mình sẽ làm một cái bông, mình sẽ quẹo đây vậy, đi lên vậy, đây cũng vậy, đây thì đây thẳng lên, còn đây thì cong qua đây, một cái hoa đang nằm ngay đây nha các bạn. Đó, màu vàng đi màu cam trước nha. Rồi theo đó mình sẽ lấy màu đỏ, mình đi vô các bạn. Lấy màu đỏ đi vô, mình đi vô tiếp tục. Rồi tiếp tục nữa thì mình sẽ lấy màu đen, đi cái phần này. Mình chấm chút xíu màu đỏ. Rồi một cái ngay đây. Rồi sau đó mình sẽ lấy màu xanh đậm, màu xanh các bạn ha, mình lấy xanh đậm nè, mình đi vòng đi một, mình vẽ một cái nụ ngay vị trí này. Để một cái nụ ngay đây nha. Rồi sau đó mình sẽ lấy màu xanh lợt, mình lấy xanh đậm đúng không, mình lấy xanh lợt mình chấm nhẹ ở giữa cái, thì đó thì mình khỏi phải vẽ viền. Rồi sau đó mình sẽ lấy xanh đậm các bạn, mình sẽ dòng nhẹ qua đây, đó mình sẽ có được con nhánh, cái nhánh của bông nó đang từ đấy quẹo qua các bạn ha, từ đấy quẹo ra. Rồi lại tiếp tục nữa, mình lại vẽ tiếp tục một cái bông nữa ha, mình lại tiếp tục mình lấy màu cam, màu vàng cam á các bạn, màu vàng nè, đi màu đỏ ra màu cam đúng không, đang hướng về bên này, nè các bạn, mình đây nha. Rồi mình sẽ bông hướng về bên hướng này, đây hướng về bên này nè các bạn,
đoạn hướng về bên đây, mới rộng ra đây, mới rộng ra đây các bạn đó. Mình vẽ cái bông nó hơi đây hơi bự bự ra chút xíu đi, các bạn vẽ nó co co giống như chữ cờ, các bạn co qua co lại đó ha, giống như chữ cờ đó. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy tiếp màu đỏ, chúng ta cũng làm tiếp tục y chang vậy, chúng ta cũng làm y chang vậy luôn. Rồi xong sau đó chúng ta lại tiếp tục lấy màu đen, chúng ta cũng làm y chang như vậy các bạn. Rồi các bạn ha. Rồi sau khi chúng ta lấy màu đỏ màu đen rồi thì bây giờ mình sẽ lấy cái màu xanh đậm, mình sẽ lấy màu xanh đậm nha. Rồi rồi sau đó mình sẽ lấy màu xanh nhạt này, mình che nó đi các bạn. Rồi mình sẽ lấy màu xanh đậm này. Đây đây các bạn, dễ thương không? Rồi sau đó thì mình sẽ vẽ lá nha. Mình sẽ lấy, lúc này mình sẽ lấy màu xanh này, mình sẽ lấy nó xanh này mình vẽ lá, mình sẽ lại vẽ một cái lá ở đây, một cái lá bự nha. Từ đây nó sẽ đi lên đây và nó sẽ ra như thế này. Rồi xong sau đó thì mình tô lá này đi. Mình tô cho khéo khéo nha các bạn, giống như là cái bông này nó che đi cái phần lá ha, đẹp lại chỗ này nè các bạn. Bạn tô phải cho nó khéo nè. Thì khi mình vẽ này thì các bạn sẽ thấy là cái hoa nó nằm ở phía trên, cái nằm ở trên của cái lá ha các bạn. Vẽ theo kỹ thuật này thì cái hoa nó nằm ở trên của cái lá đây. Rồi lại tiếp tục ở đây ha, ở đây mình sẽ vẽ thêm một hai cái nụ gì nữa để cho nó dễ thương đi ha các bạn. Ở đây là ngay vị trí nè ha, mình sẽ vẽ xuống đây, mình sẽ vẽ xuống đây. Một cái nụ nữa. Đó thêm một cái nụ đây, cho thêm cái nụ đi chị dễ thương.
Ok, đây là mình vừa vẽ xong mẫu vẽ rồi các bạn ha. Mình không biết hoa này là hoa gì. Nếu mà các bạn biết thì các bạn hãy comment bên dưới cho Cẩm nha. Chứ thật sự Cẩm cũng không biết nó là cái hoa gì luôn các bạn ơi. Thật sự không biết là hoa gì hết trơn trọi ha. Rồi thì sau khi mình vẽ xong thì bây giờ mình sẽ sơn tớp nha cả nhà. Đây, mình treo tớp đây các bạn. Đây, mẫu của mình đây cả nhà, rất là dễ thương ha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nếu các bạn thấy video bổ ích, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Ngọc Cẩm nha các bạn. Và mình chúc các bạn chúng ta sẽ vẽ thành công và đẹp hơn mình nữa nha. Ở bên kênh YouTube của mình có hai kênh là kênh Phạm Thị Ngọc Cẩm và kênh Du Lịch Phượt. Thì các bạn nhớ vào đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau sẽ rất là hấp dẫn. Bye bye.